Lớp học lập trình tập 9. Xin chào các em nhỏ. Chủ đề của tập hôm nay sẽ là về những niềm vui của việc học lập trình game. Chỉ với vài dòng code như này là các em đã có thể sáng tạo nên một thế giới cho riêng mình rồi. Thật thú vị phải không nào? Các em cũng có thể đưa những người mà các em yêu quý vào game, ví dụ như là một người bạn thân chẳng hạn. Nếu các em không có bạn bè thì đừng lo lắng, vì luôn có ai đó âm thầm tìm đến và yêu cầu chúng. Tiếp theo là chúng ta chơi đùa cùng với người bạn của mình bằng những trò chơi mà chúng ta có thể lập trình được, như là chơi cờ, trồng cây, nấu ăn. Đây là trò chơi nên kết quả dù thắng hay thua sẽ không quan trọng. Nếu các em cảm thấy vui và giải trí, các em có thể tiếp tục chơi đi chơi lại. Tiếp tục.